Xin chào quý vị và các bạn. Rất nhiều người khi đi mua máy giặt cửa ngang thì điều đầu tiên họ quan tâm là dự định mua loại máy giặt có công suất bao nhiêu kg. Thực ra cái điều đó chỉ là một phần thôi. Còn đúng ra cái điều quan trọng nhất phải là chất lượng máy, nó là chất lượng toàn diện, thể hiện qua các tiêu chí giặt sạch, chăm sóc sợi vải, chạy êm, tiết kiệm điện nước, này kia, độ bền cao. Thì thực ra thì những cái hãng trên thị trường, thì những cái hãng bài bản ấy, thì thường họ đưa ra những cái tiêu chí rất là rõ ràng. Họ đưa ra một cái tiêu chí nào đó để bạn có thể dựa vào đấy để bạn đánh giá được cái chất lượng toàn diện. Ví dụ đối với thương hiệu Electrolux và thương hiệu LG chẳng hạn, đây là hai cái thương hiệu có thị trường thị phần lớn nhất trên thị trường máy giặt cửa ngang hiện nay. Thì những cái hàng Electrolux có một cái tiêu chuẩn chất lượng toàn diện, thể hiện qua các việc nó có 3-4 tiêu chuẩn Ultimate Care 300, 500, 700 và 900. Thì bạn căn cứ vào đấy là bạn biết được cái chất lượng toàn diện của nó hơn kém nhau như thế nào. Còn đối với máy LG thì nó cũng đưa ra những cái tiêu chuẩn mà các bạn để ý, nó có số S2, S3, S4, S5, S6. Thì cái S2 và S3 là cái tiêu chuẩn chất lượng cao nhất. Còn đối với Electrolux thì Ultimate Care 900 sẽ là cái tiêu chuẩn chất lượng cao nhất. Còn đối với cái dung lượng giặt, hay nói chính xác hơn là cái công suất giặt ấy, thì thực ra thì nó chỉ là một phần nào đấy thôi. Bởi vì giữa máy 9 cân, 10kg, 11kg thì cái công suất giặt thì không phải là bất kỳ chương trình nào nó cũng có khả năng giặt nhiều ít khác nhau đâu ạ. Ví dụ tôi lấy ví dụ điển hình, đây là một chiếc máy giặt Electrolux 9kg rất đáng mua trong tầm giá khoảng tầm 12 triệu. Thì công suất giặt tối đa của nó là 9kg và bao gồm tới 10 năm chương trình giặt. Nhưng trong đó chỉ có 3 chương trình giặt là bạn có thể giặt được tối đa 9kg. Đây ạ, ví dụ các bạn có thể nhìn thấy luôn. Tôi đang vặn các chương trình để cho các bạn xem. Chương trình giặt đồ cốt tông nó mới cho tối đa bạn giặt đến 9kg, hoặc chương trình giặt tiết kiệm. Đây ạ, thì tối đa là 9kg, hoặc chương trình giặt 60 phút thì bạn mới có thể tối đa 9kg. Còn bất kỳ chương trình giặt nào khác nó chỉ cho tối đa là ít hơn. Và cái ít hơn này là như nhau, từ 9 đến 10kg, 11kg là giống nhau. Ví dụ máy 11kg thì cũng chỉ giặt được đồ cốt tông, giặt tiết kiệm, giặt 60 phút là giặt được 11kg. Còn hệ chuyển sang 12 chương trình còn lại là từ 9, 10, 11kg là hoàn toàn giống nhau. Ví dụ chương trình giặt 39 phút của máy 9kg mà 5,5kg là tối đa chẳng hạn, thì máy 11 cân cũng thế. Hoặc các bạn muốn mua máy giặt có công suất lớn, chủ yếu là để giặt chăn, còn bình thường ra để giặt những bộ quần áo công sở thì các bạn thường chọn chương trình hàng ngày á, thì bạn thường chọn chương trình giặt 60 phút hoặc giặt đồ cốt tông rồi. Thì nhà sản xuất người ta khuyến cáo chỉ lên để khoảng 2/3 lòng giặt, chứ không để đầy quá thì hiệu quả giặt sạch sẽ thấp. Mà mỗi một bộ quần áo công sở thì đâu đó nó cũng chỉ có trọng lượng khoảng 6 lạng. Còn như một chiếc khăn tắm, đây một chiếc khăn tắm mà cỡ đại dày nhất thì nó sẽ nặng khoảng nửa kg. Chỉ trong trường hợp giặt chăn thì các bạn mới cần đến những cái loại máy giặt công suất lớn. Nhưng tuy nhiên từ 9kg, 10kg hay 11 cân của cả LG và Electrolux thì cái chương trình giặt chăn đều giống nhau. Của Electrolux bất kỳ hạng tức nào, chương trình giặt chăn tức là cái bộ đồ giặt giường ngủ thì nó sẽ giặt tối đa được 3kg. Còn của, đây tôi phân lại các bạn nhìn thấy luôn, đó 3kg. Còn của LG là 2,5kg. Đây tôi để vào cho các bạn xem chiếc khăn này, đây là cái máy giặt cao cấp, nó có cảm biến trọng lượng giặt. Tôi để xem nó nặng bao nhiêu kg. 0,5. Một chiếc nữa lên 1. Và một chiếc nữa lên 1,5kg. Vậy là chưa tối đa. Đấy, nó báo luôn là đang 70% tải. Còn đối với chương trình giặt đồ len thì tối đa nó chỉ giặt được 1,5kg. Tôi sẽ vặn sang chương trình giặt đồ len. Các bạn nhìn thấy mắc 2kg và với một lượng quần áo như thế này, 1,5kg, nó sẽ báo, xin lỗi, tối đa cái chương trình giặt đồ len của máy Electrolux chỉ là 1,5 cân, nó đã báo full tải 100% rồi. Nếu bạn cho thêm nữa nó sẽ báo thường và nó không chạy. Thì có trong trường hợp mà gia đình bạn mà đông người quá thì thực ra thì 2 ngày bạn giặt 3 mẻ thì cũng không sao cả. Tôi xin phép là mỗi người thì một quan điểm khác nhau.
Nhưng ý của tôi trong cái video này là nhấn mạnh hãy đặt tiêu chí chất lượng toàn diện lên đầu trước khi đặt cái tiêu chí công suất giật. Bởi các công suất giật 9, 10, 11kg thì chỉ có khoảng tối đa là 3 chương trình là giật được tối đa thôi. Còn cỡ khoảng 10 chương trình còn lại là các hạng cân là có chế độ cái mức công suất giật tối đa là như nhau. Còn nhiều vấn đề về máy giặt nữa, nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn cũng như hợp tác phát triển kinh doanh các sản phẩm máy giặt cửa ngang Electrolux và LG, mời bạn liên hệ kỹ sư điện máy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.